Xin chào các bạn, mình xin hướng dẫn các bạn bài 19 phần Excel kỹ năng cơ bản. Thứ nhất là hình thức thuê. Nếu mình thấy một ký tự của mã số để quyết định là hình thức thuê bằng nếu một ký tự bên phải của mã số mà bằng T thì có nghĩa là thực hành. Nếu một ký tự bên phải của mã số bằng M thì đó là Internet, còn ngược lại là Checkmail. Mình mở hai cái if thì đóng hai cái ngoặc. Ở đây mình thấy nè, nó báo vậy có nghĩa là đây là dấu giấy kép đánh sót thành dấu giấy đơn, còn đây là thiếu đóng giấy kép. Rồi các bạn cũng copy công thức xuống. Giờ thuê thì bằng cái gì? Thì bằng số giờ thì mình lấy hour nè, lấy cái phần trả trừ cho lúc mình nhận máy, mình copy xuống. Tiếp theo phút thì mình cũng lấy hàm tính phút, cũng lấy cái giờ trừ tiền thì bằng cái gì? Tiền nếu Checkmail là 5.000, nếu Checkmail như mình cứ click vô này bằng Checkmail thì là 5.000, ngược lại thì cộng cái tiền phút và tiền giờ thì ở đây mình gom nhóm để cho các bạn dễ thấy là số giờ nè nhân với cái tiền giờ. Mình tiền giờ dò ở bảng 1 và bảng 1 nằm ngang nên chúng ta phải dùng h rút khớp. Lấy một ký tự bên phải của mã số, chúng ta dò ở đây và lấy dòng số 2 đem về. Đến đây là các bạn lấy được cái tiền giờ, các bạn sẽ cộng với cái tiền phút là cái số phút, và số phút này nó khuất nè, nhưng mà chúng ta biết chắc là nó giao giữa cột F và dòng 4 nên F4 nhân H lúc khớp. Rồi cũng cắt lấy một ký tự bên phải của mã số, các bạn cũng dò ở dưới đây thằng này và dòng 3 giá trị 0. Tiền giảm là gì? Ở đây để kiểm tra sao có một cái nếu Checkmail là 5.000 B Checkmail. Rồi để vậy chúng ta thấy là tất cả là chữ Internet và nếu T là thực hành, nếu M như này là chữ Y các bạn. Tiền giảm là gì? Nếu thuê nhiều hơn 2 giờ thì giảm 20%. Vậy nếu bằng nếu thuê hơn 2 giờ thì các bạn sẽ lấy anh này cộng
cho cái số phút mà chia cho 60 hơn 2 giờ. Cộng với số phút chia cho 60. Ở đây các bạn để dễ hiểu thì các bạn cứ gộp nhóm lại. Có nghĩa là chúng ta chia xong rồi tổng cộng lớn hơn 2 thì giảm 20% thành tiền. Có nghĩa là lấy 20% nè, nhân cho cái thành tiền, nhân tiền bị khuất, nhưng chúng ta biết đó là G4. Và ngược lại không có giảm là không. Tiếp theo, tiền phải trả thì chỉ là lấy tiền thuê trừ tiền giảm. Các bạn có bị số. Giờ tiếp theo là rút chích những thuê là thực hành internet thì đơn giản các bạn, khoe khói. Chúng ta cũng lọc chọn hình thức thuê là bỏ cái chat mail ra, rồi thực hành internet. Các bạn cũng copy vào một vùng riêng ngoài bản tính. Đối với trường hợp mà mật nó bị lỗi á các bạn, thì các bạn sẽ copy ra một phần, rồi cái tiêu đề các bạn sẽ copy sao. Rồi ở đây trừ có chữ nhầm lẫn vô bằng 20% mà chúng ta đánh có 20 à, nên cái tiền ra nó âm, thấy nó phi lý mà. Rồi tiếp theo doanh thu của máy một thì mình cứ dùng sum if đơn giản như thế. Sum if 01 thì các bạn cứ quét cái cột 01, điều kiện là gì, là lít vô cái ô F15 nó ra kèm theo dấu sao, tại ngoài sao nó còn một ký tự, và tiền phải trả F4. Số lần thuê thì các bạn sẽ dùng khao if để đếm cái số lần thuê. Khao if các bạn cứ quét cái vùng nào chứa dữ liệu nhấn F4. Cũng tương tự như vậy, cái điều kiện chính là này kết hợp với cái ký tự không quan tâm ngoài sao, các bạn cũng kéo xuống. Và định dạng bằng tính có nghĩa là các bạn tô màu và kẻ khung. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn bài 19. Xin chào các bạn.